Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra thực tế hiện trường để kịp thời xử lý một số vị trí có nguy cơ sạt lở trên tuyến đường đèo Mimosa, thành phố Đà Lạt. Cùng đi có lãnh đạo các sở ngành của tỉnh và chính quyền địa phương. Tại cung đường đèo Mimosa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra công trình xây dựng tại thửa đất số 330, tờ bản đồ số 08 đường Khe Sanh, phường 10, thành phố Đà Lạt. Qua kiểm tra cho thấy đây là công trình xây dựng nhà ở tư nhân, có quy mô diện tích xây dựng là 383 m². Tổng diện tích sàn là 1.604 m², mật độ xây dựng 25,20%, chiều cao tối đa dưới 19 m, 4 tầng, khoảng lùi 36 m so với lộ giới đường Khe Sanh. Chủ đầu tư đang tiến hành xây dựng hạng mục kè chắn đất và đắp đất phần sạt lở với chiều dài kè bê tông cốt thép dài 30 m, cao trung bình 14,9 m, rộng thân kẽ 0,5 m, đang lắp dựng co ba và sắt cao trung bình là 1 m. Công trình đang xây dựng dở dang. Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra thực tế hiện trạng đất, nhà ở của người dân, các công trình của các đơn vị kinh doanh du lịch hiện đang tồn tại trên đất và liên kề với thửa đất số 330. Tại đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, rút kinh nghiệm từ vụ sạt lở đất ở đường Hoàng Hoa Thám, Yên Thế, chính quyền thành phố Đà Lạt cần tăng cường công tác tuyên truyền, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong xây dựng trên địa bàn, đưa ra khuyến cáo, cảnh báo, quan trắc và tiến hành di dời ngay các hộ dân đang trong vùng có nguy cơ sạt trượt ngay trong đêm 2 tháng 8 để tránh các tình huống xấu nhất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo thành phố Đà Lạt, Ủy ban Nhân dân phường 10 và các đơn vị liên quan trước mắt di dời và bố trí chỗ ở tạm thời cho các hộ ngay khu vực thửa đất 330. Đồng thời, đối với công trình đang xây dựng tại thửa đất số 330, tạm đình chỉ xây dựng và không cho công nhân, người lao động trong công trình, kiên quyết đình chỉ thi công để đảm bảo an toàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Hiệp cũng kiểm tra một vài vị trí có nguy cơ sạt lở khác trên tuyến đường đèo Mimosa. Qua kiểm tra đã chỉ đạo thành phố Đà Lạt cùng các ngành của tỉnh tổ chức đánh giá hiện trạng đất, xem xét công trình nhà ở của người dân, của các cơ sở kinh doanh du lịch chưa đảm bảo an toàn thì vận động tạm dừng hoạt động và di dời để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong thời điểm Lâm Đồng nói chung, thời tiết đang có những diễn biến bất thường, mưa nhiều. Song song đó, đánh giá, đặt quan trắc để nhanh chóng đánh giá tình trạng sạt lở ở những khu vực có nguy cơ cao, đầu tư phương tiện cứu hộ cứu nạn chuyên dụng, có cung đường đầu đổ xe cứu hộ cứu nạn để ứng phó và thực hiện tốt công tác cứu nạn cứu hộ đối với các cung đường đèo hiện nay trên địa bàn tỉnh để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách khi đến du lịch nghỉ dưỡng tại Đà Lạt Lâm Đồng. Ngoài ra, qua kiểm tra đèo Mimosa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các ngành chức năng của tỉnh xem xét đề xuất truy tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, huy chương tuổi trẻ dũng cảm của Trung ương Đoàn đối với anh Phạm Ngọc Anh, nạn nhân tử vong khi cùng 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông tham gia cứu hộ trên đèo Bảo Lộc. Đồng thời ghi nhận và đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng xem xét nghiên cứu các vị trí đặt trạm cảnh sát giao thông phù hợp trên đèo Bảo Lộc, vừa đảm bảo an toàn trong quá trình thực thi nhiệm vụ, vừa đảm bảo an toàn giao thông trên đèo.